Kate kate bara kate bara song kate buri Vậy bây giờ muốn có cái định, nó không khó, nhưng mà nó đòi hỏi rất là kiên trì. Bây giờ con chỉ cho đại chúng bốn cái hơi thở đầu tiên của Đức Thế Tôn dạy trong 16 phép quán hơi thở. Chúng ta hành nha. Chúng ta có thể ngồi luôn đây khỏi cần đi, để lát chiều chúng ta thiền hành ra biển. Đại chúng hiểu cho nó rõ ràng cốt lõi. Chúng ta ngồi thiền 15 phút cũng được, nhưng mà chúng ta biết là chúng ta làm cái gì trong đó, hơn là ngồi 15 phút mà cứ ngồi ảo tưởng miết. Để mà nhìn thẳng vô cái ngứa mà không gãi. Ngồi đây là chắc không ai gãi đâu, bởi vì mình sẽ có cái năng lượng của đại chúng á, gãi nó kỳ. Cái ngồi mà cứ cào miết vậy, nó kỳ lắm. Cho nên cái tôi sĩ diện mình nó mạnh mẽ lắm, nó mạnh hơn cái định của mình. Nhưng mà gãi cứ gãi nha, chứ đừng có để thôi tôi đi thiền một lần cả đời tôi không đi nữa. Mười lăm phút thôi, nhưng mà nó chất lượng. Để chúng ta đi từng bước một. Bởi vì con dạy thiền gần 3 năm nay là con biết với một số người trình độ rất tốt á, vào cái hơi thở thứ nhất cái bước luôn trong đây con biết được có khoảng 3 người nè. Nhưng mà phần lớn chúng ta tâm loạn động không được. Nào, để mà nhìn vô cái ngứa đó, nói thì nãy giờ nó hay đó, cái gì đế đế, khổ đế, đạo đế, diệt đế, tùm lum đế đó, nhưng mà chỉ cần mình hiểu một thứ thôi là mình phải cần cái khổ đế, đừng có loại nó cái đó. Rồi bây giờ làm sao mà nhìn vô khổ đế? Phải có cái định. Mà mình nhìn vô không được thì bây giờ mình thiếu cái gì? Mình thiếu định thì mình giờ mình phải làm sao? Mình nuôi lớn cái định. Mình nuôi lớn cái định thì trước mình đừng có làm cho cái định nó chao đảo bằng cách phải giữ cái giới. Đời sống hàng ngày đó đừng có làm cho mình khổ. Đừng ngồi xuống suy tư làm cho mình khổ những chuyện quá khứ, những chuyện tương lai nhiều. Nếu có khổ thì 5, 10, 15 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, 3 tiếng, chứ đừng có qua 8 tiếng rồi đến cả ngày hôm sau. Nhiều khi nằm xuống mà khổ miết hết chứ bộ. Cái thứ hai đó là đừng có làm cho người khổ. Cái thứ ba, giúp mình chuyển hóa. Chuyển hóa mình. Chuyển hóa cái gì? Chuyển hóa cái nguyên nhân gây ra cái khổ đế là tập đế, là tham sân si ấy. Tức là nhìn vô cơn sân của mình nó tội lên đó, nhìn nổi không? Không. Như vậy là mình thiếu cái định. Nói tóm lại là muốn tu theo Phật phải có cái định. Còn người ta nói cái Vipassana là thấy như là nó dữ dội lắm. Thiền tứ niệm xứ, tất cả những thứ đó là phải qua bốn hơi thở đầu tiên của Satipatthana. Satipatthana là gì? Là bài kinh tứ niệm xứ. Sati tức là nhớ, tức là niệm. Patthana tức là xứ, là cái nơi, là cái hiện tượng đang biểu hiện ở trong hiện tại đó. Và mình thấy cái gì đang biểu hiện ở trong hiện tại mà không có phán xét, phản ứng, lấy bỏ, lựa chọn đúng sai gì cho nó hết trơn á. Tức là thấy nó, chẳng hạn như là bây giờ đại chúng giống như là đại chúng đang thấy con gì đó mà không có đúng sai, trái phải gì hết. Thì cái thấy như thật mà chưa có cái tiếng ồn ở trong tâm về cái đối tượng đó là ghi nhớ. Cái gì ghi nhớ? Thầy Ngộ Phương là cái bị thấy. Thì cái thấy với cái bị thấy ngay lúc mà không có phân tích gì hết, cái đó gọi là Satipatthana. Thì cái ngứa là cái bị thấy, là cái patthana là cảm thọ. Và lúc đó mình đang ghi nhận cái ngứa mà không có phản ứng gì, nó gọi là niệm, là sati. Satipatthana tức là niệm ở trên cái ngứa. Nghe kịp không? Thì để niệm trên cái ngứa cho đến khi cái ngứa nó diệt mất đi, cái đó gọi là liễu tri cái ngứa. Về cái tuệ quán sinh diệt về cái ngứa, thấy cái ngứa nó sinh nó diệt, lúc đó mình hiểu được vô thường. Đó là toàn bộ câu chuyện phía sau. Và mình phải đi lại từ đầu. Đó là mình thiếu cái định. Và mình muốn có cái định thì mình được Đức Phật chỉ rất là cơ bản. Mà dù là trong 16 cái quán hơi thở là kinh Anapanasati, tức là kinh quán niệm hơi thở, hay là Satipatthana tức là tứ niệm xứ,
hai bài kinh này Đức Phật đều bỏ bốn hơi thở đầu tiên vào trong bài kinh. Còn ngày xưa con đọc con không hiểu, còn tại sao đây là thiền tuệ, kia là thiền định, và tại sao bỏ bốn hơi thở của thiền định vô trong đầu tiên của thiền tuệ? Vậy là mình đang tu định hay mình đang tu tuệ? Nhưng không, chưa hiểu. Ngồi thiền xuống rồi mới hiểu. Ngồi thiền xuống mình quán không được cái cảm thọ ngứa, cứ đưa tay nó muốn gãi hoài, là mình biết mình thiếu cái định. Nên muốn tu thiền định hay tu thiền tuệ phải qua bốn hơi thở đầu tiên đó của Đức Thế Tôn dạy. Hơi thở thứ nhất, đại chúng nghe nha, vào và ra trong vòng một đến nhiều tiếng mà không một hơi thở nào bị bỏ quên hết, đó là thành tựu hơi thở thứ nhất. Ở đây ai làm được rồi thật lòng giơ tay con coi. Một hơi thở đầu tiên đó thôi đó nha. Mình biết cho nên hơi thở nó mới diễn ra, hay là hơi thở nó cứ diễn ra và mình chưa biết? Hả? Hả? Hơi thở nó diễn ra mà mình chưa biết, hay là do mình biết hơi thở nó mới diễn ra? Hơi thở nó diễn ra mà mình chưa có biết, cho nên chỉ cần mình biết thôi là đã có hơi thở nó ở đó rồi, phải không nào? Vì hơi thở là không cần mình biết nó vẫn thở. May quá, nhưng mình biết mà mình mới thở thì sao? Mua hòm gì kịp. Như vậy thì hằng ngày là mình biết nhiều hay là mình nhớ nhiều về hơi thở? Mình nhớ tới nó nhiều hay là mình quên nó nhiều? Quên nó nhiều. Cho nên giờ mình ngồi xuống mình nhớ tới nó thì mình làm cái việc là xưa nay mình có làm không? Tức là mình làm cái việc mà xưa nay mình không làm thì nó khó hay dễ? Khó. Nhưng mà cái khó này là mình lựa chọn cái mình thấy nó khó, hay mình bắt buộc phải đi, phải làm nó. Mình lựa chọn hay là mình bị bắt buộc? Lựa chọn. Lựa chọn cái khó cái khổ thì tốt, hay là để cái khó cái khổ nó lựa chọn mình là tốt? Mình lựa chọn cái khổ tốt hơn là để cái khổ nó lựa mình nha. Như vậy là mình ngồi xuống mình thấy mình thở vào thở ra khó định trong một tiếng. Khó hay dễ? Khó. Nhưng mà điều này tốt hay không tốt? Tốt. Ít nhất là mình biết cái điều đó đã. Và khi mình thấy được cái hơi thở này nó khó tập trung vào trong đó vô cùng, chẳng phải dễ gì. Tức là cái tâm mình nó theo ý mình muốn không? Không. Khi cái tâm mà nó không theo ý mình muốn, tức là cái tâm nó làm mình phiền. Mà khi cái tâm nó làm mình khổ thì cái nỗi khổ trong mình nó không cần tìm đối tượng bên ngoài nữa. Lúc đó mình không có đi tìm cái đối tượng bên ngoài để chịu trách nhiệm cái nỗi khổ mình nữa, thì lúc này mình đã khổ bớt đi phân nửa rồi đó. Cho nên cái người mà ngồi thiền nhiều như họ không có đi tranh cãi với đời nữa. Cho nên Đức Thế Tôn nói ta không tranh cãi với đời, chỉ có đời tranh cãi với ta. Và mình nói thì ta không tranh cãi với ta, chỉ có ta tranh cãi với đời. Bây giờ ta lúc nào cũng đúng, bởi cái tôi lúc nào cũng đúng. Cho nên cái tôi nó đúng thì lúc nào nó cũng, cái không tôi mà kia lúc nào cũng sai. Và không may là cái tôi nó đúng là nó khổ và nó làm người khác khổ theo. Mỗi cuộc cái lộn trên đời này là do mình đúng hay do mình sai? Do mình đúng hay sai? Do mình đúng. Nè, cái tôi của mình nó đúng chứ không phải là chân lý nó đúng. Mà cái tôi của mình nó đúng là dù có Phật trước mặt thì Phật cũng sai. Cái hơi thở thứ nhất vào ra trong vòng một đến nhiều tiếng mà tâm của mình không bỏ lọt qua một hơi thở vào ra nào hết. Cái hơi thở thứ hai là không một hơi thở nào nhanh hay chậm khi vào ra từ một đến nhiều tiếng mà lọt qua cái biết của mình hết, thì đó là thành tựu hơi thở thứ hai. Nhanh chậm là sao? Đức Phật nói thế này nè: hít vào biết ngắn, hít ra biết ngắn, hít vào biết dài, hít ra biết dài. Mình không biết thì mình ngồi cố gắng cho nó dài, cố gắng cho nó ngắn, một hai phút là tức ngực liền. Ở đây Đức Phật nói dài tức là sao? Tức là mình hít
chậm nó dài hay mình hít nhanh nó dài? Hít chậm nó dài. Như vậy là mình coi thấy cái hơi thở này nó đang nhanh hay là chậm. Và cả tiếng đồng hồ mà không có một hơi thở nào mà mình không biết nó nhanh hay chậm hết. Gớm vậy đó. Và cái hơi thở vào hay hơi thở ra, không có một hơi thở nào mà từ 1 đến nhiều tiếng mà mình không biết nó nhanh hay chậm hết. Tức là nó ngắn hay dài đó, mình biết hết. Đó là thành tựu hơi thở thứ hai. Hơi thở thứ ba là mỗi một hơi thở khi vào thì nó có bắt đầu từ môi trên, vô đoạn giữa của hơi thở, kết thúc hơi thở. Tức là một hơi thở nó có 3 cái giai đoạn. Thì Đức Phật dạy này, toàn thân của hơi thở hít, toàn thân của hơi thở thở. Nghe nó khó hiểu không? Khó hiểu. Có nhiều người còn dịch sai nữa là toàn thân này rồi hít, toàn thân này rồi thở. Cứ là ý thức toàn thân hít, rồi ý thức toàn thân thở. Đó là tâm lý trị liệu. Còn Đức Phật chứ, biểu mình ở trên một cái đề mục thôi, đó là hơi thở. Ý thức vào toàn thân, giống như quý vị ý thức vào toàn bộ cái cánh tay của con này, là toàn bộ cái cánh tay của con, từ cái đầu ngón tay này cho đến cái giữa tay cho đến cái vai này, đó là toàn thân của hơi thở, toàn thân của cánh tay. Và hít toàn thân của hơi thở, thở toàn thân. Đó là 3 giai đoạn: hít, giữa và kết thúc hơi thở. Và không có một hơi nào vào và hoặc không có một hơi nào ra trong vòng 1 đến nhiều tiếng mà lọt qua 3 cái đoạn đó có một hơi thở, thì đó là thành tựu hơi thở thứ ba. Đức Phật ngồi trong rừng làm mấy cái đó. Và khi thành tựu hơi thở thứ ba, tự nhiên, một cách tự nhiên, quý vị sẽ thấy được hơi thở nó rất là an, nhẹ. Không lúc nhanh, không lúc chậm, không lúc ngắn, không lúc dài theo cái ý của nó vận hành nữa. Lúc này một cách tự nhiên hơi thở nó an, thì Đức Phật nói hơi thở từ là làm cho dịu nhẹ hơi thở hít, làm cho dịu nhẹ hơi thở thở. Như vậy không phải cố tình cái tôi mình làm cho nó dịu nhẹ, mà mình đã qua được 3 cái tầng đỉnh kia rồi, khiến cho hơi thở lúc này nó đã rất là ngọt ngào. Và mình thấy hơi thở dường như biến mất trong vòng 1 đến nhiều tiếng mà không thấy mình còn thở nữa. Thành tựu hơi thở thứ tư, cái đó gọi là vào cận hành định. Lúc đó tâm của mình đủ sức mạnh của định để trấn áp được 5 cái triền cái: tham, sân, trạo cử, hôn trầm và nghi. Lúc đó mình mới quán được. Còn không, trước đó mình sẽ quán, nhưng mà mình quán gà. Mình nhìn chỗ này nó chạy qua chỗ kia. Như vậy nè, cái hơi thở thứ tư á, là cái hơi thở dường như ngồi xuống mà không thấy mình thở nữa. Thì ai đạt được cái đó? Nhiều khi ta đạt được mà không phải đi qua 3 cái bước trước, thì cái đó nó ở khoảng 5-10 phút là nó hết. Và lần sau không bao giờ có được cái đó. Có nhiều người có được một cách rất là may mắn, vì bữa đó thân tâm rất nhẹ nhàng, ngồi xuống đó, tự động cái nó biến mất tiêu. Mà người đó sợ hãi, khởi lên cái tâm sợ, là bởi vì xưa nay mình chưa có trải nghiệm này. Ủa, mất rồi. Ủa, không biết mình là ai hết. Ít nhất là mình biết mình là cục thịt này. Hai nữa là cái tâm tư mình suy nghĩ. Ba nữa là cái hơi thở mình bám vô. Đừng này cái hơi thở cũng mất luôn. Sợ, hốt hoảng và thoát ra mất tiêu. Rất là uổng, không có thầy chỉ thì thiền khó mà đi xa. Cho nên tu thiền phải có mình sư hướng dẫn ấy. Nó quăng như thế này nè. Nó không biết nữa, mình đang ở đâu, mà biết mình kẹt cái chỗ nào. Thì có người gỡ một phát là mình đi rất nhanh. Thì ngay khi mà cái hơi thở mà nó dường như không còn nữa, thì thực ra là hơi thở còn không? Còn, nhưng mà tại sao dường như không còn nữa? Vì nó quá nhẹ, nó quá ngọt. Nó còn đó, nhưng mà dường như mất tiêu. Lúc đó cơ thể mình không chỉ có mũi thở, mà lỗ chân lông cơ thể mình cũng thở. Nên cái người mà nhập định là cái hơi thở không còn, tim không đập, máu không chạy mà không chết. Bởi vì hơi thở nó được hô hấp qua cái cơ thể của lỗ chân lông. Nó chôn cái đó có mấy chục ngày vẫn không chết như thường, nếu người đó có khả năng nhập định. Thì ở đây á, khi mà mình thấy cái hơi thở mình ấy, đây là con nói vậy nha, ai mà gặp nó thì làm là thấy liền. Nếu như bữa đó may mắn mà thấy được dường như không còn thở nữa,
thì hãy chú tâm chỗ nào, lúc đó dụng tâm sao? Ngay cứ lúc đó hãy dụng cái tâm là để lên ngay cho cái chỗ mà cái hơi thở nó thường tiếp xúc rõ ràng nhất cho cơ thể này. Chỗ nào? Cái môi trên này nè, hoặc là trong cái ống mũi này nè. Mà nhiều khi ống mũi trái phải mỗi người khác nhau, nhiều khi trong cái thành mũi này nữa. Để ngay cái chỗ đó trong khoảng 3 đến 30 giây đến 1 phút rưỡi, lập tức mình sẽ thấy được cái cảm giác nó cọ sát qua hơi thở lại. Và chừng khoảng 20 giây sau là nó xuất hiện cái nimitta là ánh sáng, là mình biết mình vào cận hành định đó. Thì lúc đó là mình biết. Khi mình biết, tự động mình không có hoảng sợ. Khi mình không hoảng sợ, mình nuôi dưỡng cái năng lượng đó, một cái an trú trong đó, bình an đó, thì cái năng lượng nó duy trì rất là lâu. Và cái ánh sáng này thấy rất là rõ, tùy theo quán nghiệp của mỗi người mà ánh sáng xanh, đỏ, trắng này nọ, dài, ngắn, cái chất lượng màu sắc của nó bên trong, bên ngoài tùy thuộc vào mỗi người và cái tính cách nghiệp của mỗi người nó xuất hiện. Thì cái dấu hiệu đó cho mình biết đó là cận hành định. Lúc đó mình quán là tốt. Lúc đó mình ngồi rất yên, không muốn nhích nhẹ chút nào luôn, không có cục cửa, không muốn khởi lên một suy nghĩ gì hết, tịnh vô cùng. Và lúc đó một cái gì xuất hiện lên, hello, thấy liền rất là sáng, rất là thích thú. Niềm vui đó không có một cái hạnh phúc nào bên ngoài đánh đổi được hết đó. Nếu như chưa có cái đó, quằn quanh quằn lại làm sao, phải nhắm vô cái đó trước rồi đó. Chứ đừng có nhắm lên cái chuyện mà tu hành là giải thoát, còn nói cao siêu, nói đủ thứ chuyện hết mà không có cái pháp hành rõ ràng để hướng cái gần nhất cái đó nè. Và cái mục đích của mình là đạt được cái cận hành định cái đó, tức là cái hơi thở thứ tư trong 16 cái quán hơi thở cái đá. Nếu chưa đạt được cái đó, phải nhắm cái mục đích là vô đó cái đó hết. Nói cái chuyện thiền này thiền kia, tu cái này tu cái nọ, mà tu cái gì là phải tâm phải chuyên nhất mới tu được. Cái tâm chuyên nhất là sao mình biết là cái hơi thở từ đó ngồi xuống mà dường như không thấy mình thở, và cái tiếng đồng hồ mà không thay đổi vọng niệm gì hết là biết cái tâm ổn định đó. Thì phần lớn chúng ta làm không được, thì bây giờ con mới chỉ cái cách nè. Nó vẫn đi từng bước. Cái cách mà con tu không phải cách mình khám phá, cách của chư tổ dạy. Ở bên Nam Tông á, ta gọi là Gunana, tức là counting, tức là đếm. Ở bên Bắc Tông á, của ngài Triết Khải Đại Sư cũng vậy, là sổ tức, sổ tỳ chỉ quán hoàn tịnh, tức là lục diệu pháp môn. Thì cái đầu tiên phải có tức là đếm. Tức là sổ, sổ là đếm, tức là hơi thở. Đếm từ 1 cho đến 10, đếm ngược lại, hoặc là từ 1 cho đến 10. Đếm như vậy có tiếng lên nhiều tiếng mà không loạn là mới thành tựu cái gọi là sổ tức. Còn nếu chưa làm được, đừng có vội làm gì hết trơn á. Nhắm ngay cái chỗ đó đếm, kiên trì đếm, đếm miết. Thế nhưng mà ngay nay chưa được, ngày sau đếm. Hãy ngồi xuống là đếm, đừng có niệm Phật, đừng có làm nên tung cái một thứ làm tới. Thì mình Bắc Tông hay Nam Tông gì, không có tông gì, chỉ có con người thôi. Hãy con người là có cái bệnh giống nhau, mà hãy bệnh là phải có thuốc trị. Mà thuốc trị thì chúng ta thấy giờ này nha, ví dụ đây là cái đầu con gì, đầu con trâu ok, đó là con trâu. Và đây là cái cột. Và đây là sợi dây. Đó là con trâu nhá. Đó là cái cột. Đây là sợi dây. Cái tâm của mình là con trâu. Cho nên mình hay nói con của mình nó mày lì như trâu. Nhưng mà thật ra thì cái tâm của mình cũng giống trâu. Cho nên mình đẻ ra một con. Hễ loài người là bình thường cái vô minh đó là trâu. Cho nên người ta nói thường là ngu như vậy. Chứ không phải người ta ví von ở trong 10 bức tranh chăn trâu á, là bởi vì con trâu nó sao? Nó ngu. Bây giờ mình chăn nó, mình chăn cái ngu đó là mình làm cho nó khôn lên, chứ đâu phải bỏ ngu mà mình khôn đâu. Như là cái con trâu là cái tâm mình, nó suy nghĩ lung tung không theo như ý mình muốn. Suy nghĩ mà theo như ý mình muốn thì mình muốn bỏ nó không? Muốn không? Đó, rõ ràng là nó cứ nó quậy mình biết.
Cho nên mình dạy mình tu thiền là vậy đó. Con trâu tâm nè, rồi cái cổ, con trâu tâm, cái cổ là cổ hơi thở, và sợi dây là sợi dây gì? Hơi thở đầu tiên Đức Phật dạy nãy ông nói là gì? Hơi thở gì? Vào và ra. Ngồi bao lâu và kết quả như thế nào thì thành tựu thể thứ nhất? Dạo bại nha. Ngồi một cho đến vài tiếng mà không có một hơi thở nào vào ra mà mình không biết hết thì đó gọi là thành tựu hơi thở thứ nhất. Nghe rõ chưa nè? Rồi hơi thở thứ hai, nhanh, chậm, một cho đến nhiều tiếng mà không loạn. Hơi thở thứ ba, hơi thở thứ ba, toàn thân hơi thở, tức là điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối hơi thở của một hơi thở đấy. Và hơi thở thứ tư, làm dịu nhẹ, và kết quả là dường như không còn hơi thở nữa. Thì ở đây nè, Đức Phật có nói đến cái sợi dây không? Nói với hơi thở không à? Hơi thở vào và ra không à? Tức là ngồi xuống chỉ có cái con trâu với cái gì? Với cái cột, tức là hơi thở thôi. Nhưng mà bây giờ mình ngồi xuống cái mình cột cho được một tiếng mà tâm nó ở yên không? Không. Như vậy là cái tâm với cái là con trâu với cái cột nó ở đang sai gần. Rồi con trâu này được huấn luyện chưa? Chưa. Trâu này đang trâu điên hay là trâu trâu nhà? Trâu điên. Nghĩ sao mà trong nhà mình mà nuôi trâu điên. Như vậy á, đừng có để nó điên. Muốn nó không điên thì mình phải phải trị cái điên ngủ ngầm ở trong đó. Là Đức Phật nói chỉ có hơi thở với tâm, với là con trâu tâm thôi. Nhưng mà mình chưa có thuần hóa được con trâu này. Bởi vì Đức Phật dạy cái bài kinh đó cho ai biết không? Cho tỳ kheo xuất gia ở trong rừng ấy. Cái người đã quyết chí làm gì biết không? Chấm dứt sinh tử rồi đó. Tức là có một cái năng lượng tâm sao? Quyết chiến quyết đấu rồi đó. Còn mình sao? Khóa thiền biển 3 ngày là thấy nó hơi dài rồi đó. Là xin xỏ đủ chỗ rồi đó. Là đi được là một công trình lớn rồi đó. Còn bây giờ nói cho cái người mà ta quyết sanh tử, ta vô rừng, ta ở, ta ăn ngày một bữa, ta ba y bình bát, ta không cần quan tâm đến cái chuyện sống chết của cái thân rồi đó, thì cái tâm của họ với tâm mình sao? Khác. Nhưng mà mình vô mình áp dụng cái đẳng cấp của họ vô cho mình là mình nhảy cốc rồi. Mình phải đi từ thấp đến cao. Đó là mình phải cột cái con trâu này nè cho nó làm quen dần. Tức là mình phải thuần hóa cái con trâu điên này vô cái hơi thở là cái cột. Bằng cái nào? Bằng cách là phải tạo ra hai cái đề mục, chứ không phải một đề mục như hơi thở như Đức Phật dạy đâu. Một đề mục cái tâm mình nó chưa có vững thì phải hai đề mục. Đề mục gì? Hơi thở và số đếm. Cái thở vì sao nó làm cho mình khó có an trụ vậy? Để mình nghe những cái điều này này mà con ngồi xuống con thở, con cũng hỏi chứ. Ồ, tại sao mà có cái chuyện ngồi xuống thở không mà không được ha? Chứ cái gì mình cũng có thể làm được mà sao mình thở không được? Có thể mình dời non lấp biển được mà, đúng không? Mình thương người này, mình ghét người kia, mình làm việc này, mình làm việc nọ được mà sao cứ hơi thở đó mình ngồi lại không được? Đố cái vị sao? À, vì hơi thở nó tự nhiên. Còn những cái tâm mình thì thích tạo tác. Cái năng lượng tạo tác nó vốn sẵn từ bao nhiêu kiếp rồi. Lại cái tự nhiên không tạo tác là không được. Cho nên cái vô sự tức là tự nhiên. Còn mình thì muốn tạo tác, hai cái thứ này nó nghịch trái với nhau, khiến cho nó ngồi xuống nó cứ nó ăn trâu điên, cái cột vô nó cứ nó hút mít. À, cho nên nè, mình phải lấy cái sợi dây này mình cột vô con trâu điên, cột vô chỗ nào ngay cái mũi đó. Đó. Và cột vô cái cột, tức là cái thở hữu hình hay vô hình, hữu tướng hay vô tướng. Cái gì vô tướng là mình chụp hình được không? Cái gì không chụp hình được thì mình ghi lại hình ảnh ở trong đầu được không? Cái gì không có hình ảnh trong đầu thì mình dán cái tâm mình lên đó được không? Khó hay dễ? Bây giờ chuẩn bị nè, quý vị thấy một phấn không? Rồi quý vị nhắm mắt lại đi. Còn thấy một phấn không? Còn không? Có. Bây giờ quý vị nè, con hỏi thưa quý vị,
quý vị coi thử, quý vị có đang thở không? Coi thử, đừng có trả lời có. Đâu phải là hỏi đang thở không? Có. Bởi vì hơi thở nó đâu phải cục phấn này, mà nó phải làm sao biết nó thở hay không? Mình phải ý thức nó. Nhưng bây giờ có thể quý vị tưởng tượng về hơi thở được không? Quý vị có thể tưởng tượng cục phấn được không? Quý vị có thể tưởng tượng hơi thở được không? Được không? Không được. Bây giờ nè, con kêu ai lên đây vẽ cái hơi thở? Vẽ được không? Không. Bây giờ hơi thở nó vô tướng. Cho nên mà khi mình chú tâm vào một cái gì đó vô tướng là mình đang chú tâm vào sự chú tâm. Bây giờ quý vị nhìn từ quý vị đến con mắt của con nè, đến con nè, thì quý vị thấy gì? Quý vị nhìn thấy con không? Từ con mắt quý vị tới con, quý vị còn thấy gì nữa không? Thấy gì? Thấy gì? Thấy những người khác. Nè, xung quanh con có cái không gian không? Nếu trước mắt con mà chặn lại như thế này, quý vị thấy con không? Như vậy là từ mắt của quý vị đến con còn cái gì nữa? Khoảng không này nè. Tại sao quý vị không thấy khoảng không này mà chỉ thấy con thôi? Bởi vì con mắt này chỉ thấy cái gì? Chỉ thấy cái gì vô tướng hay là hữu tướng? À, phải không nè? Cái thói quen của con mắt này là đi tạo tác bám dính vào hình tướng. Mình nhìn cái gì mình cũng nói đó, hình tướng. Chứ mình đâu có ý thức được cái không gian đang chứa những cái hình tướng này đâu. Hiểu cái này chứ? Cho nên cái thở nó khó là bởi vì hai cái lý do cơ bản đó. Một là nó tự nhiên tâm thích tạo tác. Hai, nó không có hình tướng. Và mình lúc nào cũng cần một hình tướng để cái tâm nó bám vô. Cho nên cái thứ nào mà có hình tướng, như là người nam, người nữ mình thích nè, như là cái món ăn này, món ăn kia, như ngôi nhà nè, 1, 2, 3, 4, 5 tấm nè, những cái thứ đó có hình tướng không? Có. Mà cái thứ vui, buồn, cảm xúc là những thứ đó có hình tướng không? Có. Cho nên cái tâm mà nó dễ bám vào và nó bám từ vô thủy thứ này là. Còn bây giờ cái này nó không có hình tướng, rất là khó bám, biểu ngồi xuống là không được. Cho nên mình phải hiểu được cái tâm mình nó có cái khó khăn đó, cho nên mình không có thúc ép nó. Mình phải từ từ, cứ ngồi dồn nén nó. Nó đâu có muốn mình biến nó thành kẻ thù đâu. Chơi với nó như là kẻ thù, nó ghét mình thế. Một lát nó sẽ làm cho mình căng thẳng lên và mình ngồi thiền chập, nó nhức con mắt, nó bùng hai lỗ tai, nó muốn ra khối luôn. Và nó nặng cái vai, nó cứng cái cổ, và cả người nó đơ luôn. À, là biết nãy giờ anh ấy dùng cái ý chí, cái tôi bản ngã của anh sai chỗ rồi đó. Tu như thế nếu không mà có người chỉ thì tẩu quả nhập ma. Thế nào, cái hơi thở nó được cái sợi dây là cái số đếm cột vô cái tâm con trâu. Cái con trâu á mới cột vô ấy thì nó chịu đứng yên liền không? Nó sẽ vậy nè. Con trâu điên á, cột vô thì nó sẽ vậy. Nó cứ lay quay qua, lay quay lại hoài. Nó lay quay cỡ nào cũng được, nhưng mà hễ mình cột vô rồi thì nó đi xa khỏi cái cột không? Không. Nhưng mà nó xa không? Nó lâu lâu nó vẫn xa. Nhưng mà mình dễ về đếm hơn là mình dễ an trú đi hơi thở. Tức là mình đếm dễ hay là mình an trú đi hơi thở không đếm dễ? Đếm dễ hơn. Bởi vì hơi thở là nó có số đếm. Bởi vì nó có số đếm á, là nó có hình tướng 1, 2, 3, 4 mình tưởng tượng được. Rồi mình đếm thì nó dễ hơn. Và khi mình đếm là con trâu á, là nó bắt đầu cảm giác là cái tâm nó bắt đầu nó cảm giác là nó bị mình cột vô rồi đó. Nó bị mình cột vô rồi đấy. Khi mà nó bị mình cột vô là nó bắt đầu kháng cự. Khi nó kháng cự nhưng mà mình nhẹ nhẹ nhàng nhàng, mình từ tốn, mình nhẹ nhàng với nó. Từ khi mà mình cột nó vô được cái trong cái hơi thở rồi, thì lúc này mình ngồi được cả tiếng mà mình đếm nó không lộn rồi. Tức là cái con trâu này nó bắt đầu được thuần hóa từ từ rồi. Nó tiến gần tới cái hơi thở, nó làm quen với hơi thở rồi. Nó thấy cái hơi thở là cái gì đó gần gũi và có cái gì đó đáng quý, nhẹ nhàng, ngọt ngào rồi. Có cái gì đó thật thật rồi, dễ chịu rồi á. Tức là con trâu nó thấy hơi thở là nhà của nó rồi á. Nó cảm giác gần gũi rồi á. Lúc đó ngồi xuống cái tự động cái nó vô hơi thở à. Nó được khỏi đẹp. À, nãy giống như mấy người lần đầu tiên khi mà ngồi xuống á, con thấy đại chúng đi từ đằng kia xuống đây rất là mệt, ngồi xuống cái con người gục liệt. Bây giờ hơi thở quá xa lạ, ngồi xuống là nó không cảm thấy đủ ngọt ngào để phục hồi cái năng lượng mệt mỏi tự xe ngồi 2 tiếng. Ê, ngồi xuống nó gục. Cho nên lúc đó cái người đó không thể mà vô hơi thở thứ nhất Thế Tôn vào ra được, người đó phải đếm.
Và khi mình đếm á, mình đếm một thời gian á, thì tự động cái tâm nó nhuần nhuyễn ở gần với cái hơi thở rồi, thì mình bỏ cái số đếm này đi. Khi mình bỏ số đếm này đi thì cái hơi thở đầu tiên là gì? Là vào và ra. Vào ra tức là con trâu này, lắm lúc nó chạy gần tới cái cột, lắm lúc nó chạy xa ra cái cột. Ok. Lúc này nó không thấy cái cột như thế nào, mà nó đang gần xa với cái cột, tức là hơi thở vào, hơi thở ra. Ok, vào và ra. Và khi nó vào ra, nó chạy, nhưng mà nó chỉ chạy quanh cái cột này thôi. Ok, nó chỉ chạy xung quanh cái cột này thôi. Cái cột này ở giữa đây, nó chạy xung quanh cái cột thôi. Và nó chạy ra, nó chạy vào, nó chạy ra, nó chạy vào, nó chạy ra, nó chạy vào. Và khi nó chạy ra, nó chạy vào, không có một hơi thở nào ra vào mà nó không biết hết á. Tức là cái biết á, thì lúc đó nó sẽ chạy gần tới sát cây cột hơn. Nếu một lúc thuần thục nó sát cây cột hơn, khi nó sát cây cột hơn, nó sẽ thấy được cái cây cột này là cao hay là thấp, to hay là nhỏ. Bắt đầu nó thấy được rõ cây cột hơn, nó thấy cây cột là dài hay là ngắn, tức là nó thấy cái hơi thở mình đó, là nhanh hay là chậm. Okay. Một cách rất tự nhiên, tức đó là thiền tuệ đấy. Nhưng mà mình đi từng bước vào ở trong cái định. Khi mà nó thấy được cái hơi thở nhanh hay chậm, nhanh hay chậm, là nó đã tiến gần tới cái hơi thở rồi đó. Nó bước vô ở trong cái cổng rồi đó. Và khi nó bước vô trong rồi, nó bắt đầu nhìn cái nhà, nó nhìn cái hơi thở kỹ hơn. Nó nhìn kỹ hơn một chút là nó thấy được ba đoạn của cái hơi thở. Hơi thở vào, hơi thở ở giữa và kết thúc hơi thở. Và nó thấy được toàn bộ cái cột đó, ngắn, dài, to, nhỏ thế nào. Nó thấy được cái đối tượng một cách rất rõ ràng. Cái thấy này là do mình thấy cho nên mới có ba đoạn hơi thở, hay là do ba đoạn hơi thở nó vốn ở đó rồi bây giờ mình thấy? Hả? Nó vốn ở đó rồi mà tâm mình chưa có định cho nên mình không thấy. Bây giờ mình định sâu hơn cho nên mình tự nhiên thấy nó. Hiểu nè. Và khi mà mình thấy ba cái đoạn hơi thở đó trong khoảng 1 đến vài tiếng mà tâm mình không có loạn, là lập tức tự động giống như nước vậy. Cái nước tâm mình nó chảy ngọt ngào xuống và nó thấy cái hơi thở dường như biến mất. Nhưng mà phải ngồi cả tiếng nha, chứ mới ngồi mà nó dường như biến mất xong rồi mừng quá, ơ đây rồi, là lập tức nó mặt mặt hơi thở nó y chang như một cô gái mới lớn vậy đó, rất là e thẹn. Hãy mình mỉm cười nhìn ghẹo một phát lại biến mất. Thế mà phản ứng một chút với cái hơi thở nhẹ ngọt đó là nó biến mất. À, cho nên khi mà cái tâm nó đã tiến đến cái mức độ thứ ba là nó thấy được cái hơi thở vô giữa và cuối ấy, một thời gian khoảng 1 đến vài tiếng mà tâm mình nó không có loạn động á, thì tự động mình sẽ thấy được hơi thở thứ tư. Một lúc nào đó mình sẽ thấy, nhưng mà cái thấy đó nó phải ở được vài tiếng, còn nó ở 5-10 phút á, thì chưa. Cho nên đừng có vội mà lên cái hơi thở thứ 5, thứ 6 là vào sơ thiền rồi đó nha, kiên cố định rồi đấy. Chỉ cần cái hơi thở đó mình ngồi cho được vài tiếng. Những điều con nói rồi nè, nó quý vị tu cả đời mà, là mình phải ý thức được là ông thầy Hoàng Phương Hồng Vương nói rồi, cái này là mình thấy hơi thở dường như biến mất, wow, mừng quá, đây rồi. Nhưng mà không có, phải ở cho được vài tiếng. Ok không nào? Rồi mình phải đếm được hơi thở. Tôi thấy được hơi thở được ba đoạn rồi. Yeah, hết. Mình thấy rất rõ ba đoạn hơi thở đó. Nhưng mà không có phải 5-7 phút, 1 cho đến vài tiếng nha. Cái vấn đề là con nhắn chỗ đó, chỉ đừng có quá vội, xong rồi mình tu cái rồi nó rất là dễ mất. Rồi cái lần sau cái mình mong muốn cái cảm giác đó là cực kỳ chướng ngại, bởi vì cái ngồi xuống mà mong hoài quá khứ là rồi đó. Thì cái hơi thở thứ tư á, là cái hơi thở mà tự nhiên cái con trâu này nè với cái cổ nó làm một, biến mất cái hơi thở, mất cái hơi thở. Lúc đó chỉ còn trâu thôi, mà không cần cột, không cần dây, mà nó vẫn rất là hiền hòa, nó đứng yên chỗ. Ok em nè. Đó. Thì cái mức độ định của mình á, là hơi thở biến mất, cận hành định. Còn muốn có được cái đó thì mình đừng có cố tìm nó, mà mình được, mình hãy thấy được cái tâm tự nhiên là ba đoạn của hơi thở. Và muốn thấy được ba đoạn hơi thở, mình phải thấy được cái ngắn dài nhanh chậm của hơi thở. Muốn thấy được ngắn dài nhanh chậm hơi thở, mình phải thấy được hơi thở vào và ra. Muốn thấy được hơi thở vào và ra, mình phải cột cái tâm mình vô hơi thở cho được một đến vài tiếng mà không lộn. Hoặc người nào mà niệm A Di Hít Đà Phật thở cho được một đến vài tiếng mà không lộn thì mới bắt đầu vào hơi thở thứ nhất được. Cho nên niệm Phật là công cụ tuyệt vời để chỉ mới vào được hơi thở thứ nhất thôi.
Tức là nó kỹ thuật hành thiền để định tâm đó nha, còn công đức để sinh lên Tây Phương thì chuyện đó khác. À, đại chúng hiểu cái này chưa? Đó. Rồi, còn kết lại là cái tâm của mình nó xa lạ với cái hơi thở. Thì giống như mình, chẳng hạn như một người A với một người B, thì người A với người B chưa có quen nhau. Bây giờ họ bắt đầu làm quen với nhau. Khi họ mới làm quen với nhau thì họ sẽ thấy được người này một số điểm cụ thể hơn trước khi họ quen. Họ nhìn nhận ra vài cái cá tính hơn. Thế khi mà họ quen một thời gian, cái họ gần gũi hơn, cái họ trở thành người thân. Khi họ trở thành người thân thì họ sẽ thấy được cái người kia rõ nét hơn một số cái điểm ưu, một số cái điểm khuyết, sở trường, số sở đoản người đó. Một cách tự nhiên gần gũi thấy thôi, sao che giấu được, phải không nào? Thì cái hơi thở mình cũng vậy. Khi mình trở thành một người người thân một thời gian rồi đó, người kia chuẩn bị nói gì cái mình hiểu luôn, mấy cái nháy mắt cái mình hiểu người đó liền, tức là trở thành tri kỷ, tức là hai người làm một, tức đó hơi thở lúc đó biến mất, chỉ còn cái biết rất trong sáng của cái tâm mà không có suy nghĩ. Là hiểu rõ chưa? Đó chưa, đó là tiến trình tâm. Cho nên muốn đạt được cái hơi thở thứ tư thì mình buộc phải qua số đếm, nếu không thì phải A Di Hít Đà Phật thở, cái ngồi như vậy. Nếu muốn được một tiếng thì trước phải được nửa tiếng, muốn nửa tiếng thì trước phải được 15 phút, muốn 15 phút trước phải được 5 phút, nước muốn được 5 phút trước làm 2 phút thử coi. Rồi câu chuyện cuối cùng lại còn kết thúc này. Một cái ông tổng giám đốc của một công ty thép vào cuối thế kỷ 19 của Mỹ, ông giàu lên với một cái tốc độ cực kỳ là mạnh, mà hạ và thượng nghị sĩ Mỹ không có hiểu lý do vì sao, nghi là ông này gian lận trong kinh doanh, cho nên mới mở một cuộc điều tra. Thầy hỏi ông đến tận nơi luôn là vì sao ông giàu một cách bất thình lình như vậy, ông có gian lận hay không, chúng tôi cố tình tìm mà không thấy kẻ hở nào hết. Ông nói tôi không có gian lận, bây giờ mấy ông thử làm với tôi một điều này, ngồi xuống 5 phút tâm của mấy ông không loạn ở trong một đối tượng. Có gì đâu bình thường mà. Mấy ông làm mới có 3-50 giây thôi là tâm của họ thay đổi 2-3 đối tượng liền. Hễ mà nghiên cứu để cái máy đầu mà tâm của mình nó nghĩ đến đối tượng là cái data nó xuất hiện lên xuống liền, nó không có tịnh chỗ, hiểu không? Người ta biết liền. Rồi ông này mới nói với mấy ông hạng thượng kia là mấy ông không xứng đáng ngồi trong cái ghế thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ đó, vì tâm mấy ông quá loạn động. Cho nên Đức Phật dạy là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Khi tâm của mình mà trú lại một chỗ không việc gì không thành, cái định của mình nó có thể thay đổi được. Mình nhìn mà một người mà có định nó có khả năng về cái quả kê từ đây qua đây mà khỏi cần dùng tay. Khi trong định tức là di động ở trong thiền, định thần thông tức là di động ở trong định, ở trong thiền. Điều đó là bình thường lắm. Nhưng mà mình không hướng đến cái tu thiền định để mà đạt thần thông, mà mình hướng tới cái cận hành định để mình đủ mạnh. Cái tâm mà mình quan sát là đủ. Như này là mấu chốt ở đây là gì? Phải có cái cận hành định, tâm phải dồn lại một chỗ. Tức là trong thiền thì gọi là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Đạt được cái tâm từ cái vọng niệm đến cái chánh niệm, qua cái nhất niệm, qua cái vô niệm. Đó cũng là pháp môn A-di-đà-phật. Phải niệm A-di-đà-phật để bỏ mấy cái tạp niệm kia. Thì A-di-đà-phật là mình chọn lựa, và cái tạp niệm là mình bị lựa chọn. Và mình lựa chọn thì mình đẩy cái bị chọn lựa ra một bên, tức là mình lấy cái niệm mình lựa chọn thì cái đó là chánh niệm. Và mình niệm lên thì những cái tạp niệm nó qua một bên. Khi mình niệm hoài đến cái độ nhất tâm bất loạn, từ cái chánh niệm trở thành cái nhất tâm bất loạn, thì nó chỉ còn một niệm duy nhất. Cái niệm đó đến một lúc nào đó nó đông đặc lại và chỉ còn một niệm thôi. Cái niệm đó rồi nó sẽ đến một lúc kết thúc luôn, mà nó chưa xuất hiện cái niệm mới, thì nó trở thành cái chỗ vô niệm. Nếu mình an trú ở trong đó, từ vọng niệm sang chánh niệm, sang nhất niệm, sang vô niệm, thì để mà vô niệm mình phải có, mình phải có nhất niệm. Mình ngồi xuống mình niệm một thứ thôi, một tiếng đồng hồ, 5 phút còn không được nữa. Mình để có được cái nhất niệm, mình phải có cái chánh niệm. Chánh niệm hàng ngày luôn, trong bước chân á, dở lên là biết á, thế mà đưa qua đưa lại là biết, nói là biết, suy nghĩ là biết. Rồi để có được cái chánh niệm đó, mình phải tập cái tâm của mình bỏ cái vọng niệm và an trú vào một cái niệm mình lựa chọn. Nếu không phải hơi thở thì ít nhất cũng là A Di Đà Phật. Mà thấy được cái tiến trình tu như thế nào,
mình rõ cái tiến trình tu như thế nào. Đó. Mình phải rõ mình đang ở đâu, phải rằng mình tìm minh sư nào, mình tu cái gì từng bước một, và mình đang thiếu cái gì, và mình tu là cái gì đây, chứ không phải là đi tu cái đi chơi ca với mấy bài, chụp mấy tấm hình xong cái gì không hiểu gì hết, và không có cái gì hành trì ở nhà hết. Thôi, tu như vậy là tu dạo, tu dạo, tu bụi, tu cho vui cũng được thôi, nhưng mà ít nhất mình phải nắm cái mấu chốt hành trì, để mà khi mình dạo, mình bụi, mình có cái mình hành trì trong đó là mình đạt được cái nhất niệm chưa. Nếu chưa phải tranh thủ cái chánh niệm, nếu chưa có chánh niệm phải tranh thủ cái bỏ buông cái vọng niệm, là cột tâm vô cái niệm dễ dàng nhất là A Di Đà Phật hoặc là sổ đếm. Cái đó chưa có chánh niệm đâu nha. Chánh niệm tức là vô niệm, niệm chánh niệm vô niệm, mà niệm hữu niệm là tà niệm. Cái chánh niệm đích thực là không có niệm, còn cái niệm của mình một cách chọn lựa là do mình lấy cái này để mình thay thế cái kia, thì trước hết mình phải từng bước như vậy đó. Rồi con thỉnh đại chúng mình nghe tiếng chuông, rồi chúng ta sẽ lên chánh điện, chúng ta cầm cái miếng này đi lên trên đó, mình ngồi khoảng 15 phút thôi, thì mình coi cái tâm mình nó đạt được ở cái chỗ nào, và mình hiểu con người của mình xong đó.